Chào mọi người, hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị em học viên của lớp bào chế và sử dụng thuốc đông dược trong cây đông bắc thuốc. Hôm nay chúng tôi vào trong rừng để mà trải nghiệm học nhận biết các cây thuốc mà mọc tự nhiên ở trong rừng, và tôi sẽ chia sẻ cho mọi người các cây mà chúng tôi gặp được ở trong rừng. Bạn ra vào khỏi quả và tôi ngồi ra mình chiến đấu. Chào các anh các chị, hôm nay tôi lại hướng dẫn các anh các chị cái cách hướng dẫn các anh các chị là nhận biết rồi về cái công dụng sử dụng của một số các cái cây thuốc mà mọc tự nhiên ở vùng Phú Thọ, và tôi giới thiệu sẽ từng cây một cho mọi người được biết nhé. Cây này gọi là cây cốt cán. Cây cốt cán là một trong những cái loài trong họ dương chỉ. Nhưng thường mà chúng ta sử dụng cái, nó có một cái củ ở đây, nó trong trong á, nó hay mọc ở cái vách đá hoặc là đồi núi đá vôi. Cái củ trong trong này thường sử dụng để mà giải nhiệt rồi tiêu khát. Tuy nhiên là cái củ của nó, người ta theo cái kinh nghiệm của người Mông ở trên Hà Giang, họ sử dụng cho những trường hợp mà chúng ta bị ngộ độc thức ăn, rồi thậm chí là bị ngộ độc lá ngón, thì chúng ta ép lên nước cho nạn nhân uống nhá. Đây là cây cốt cán đầu tiên. Cây này gọi là cây lấu hay là bầu trích, có người bầu trích, bầu giác, thậm chí có thể người ta gọi là tên là hế mọ. Cây này có một cái tên khác liên quan đến cái công dụng của nó luôn, gọi là cây đau răng. Cái lấu nhá, gọi là cây đau răng. Tên khoa học là Psychotria rubra. Là chúng ta sử dụng cái lá này này, những ai mà bị đau răng và viêm lợi nhai luôn. Tức là vị nó rất là chát, nhưng mà đau răng thì hiệu quả, rất hiệu quả. Chán lắm. Chúng ta nhai, trong là chúng ta ngậm và chúng ta nhổ, nuốt cũng được, nó chát. Ngoài ra cũng có thể dùng cái phần thân, phần rễ chúng ta sắc đặc, trong chúng ta súc ngậm nhé. Như là cái lấu. Cái này gọi là cây tổ chim hay là tổ quạ, tổ điểu. Tên khoa học là Asplenium nidus. Là chúng ta sử dụng cả cây, cả lá này, rồi cả cái phần phần thân của nó bám vào trong vách đá, vách trong chỗ cây á. Là những trường hợp bong gân, sai khớp, rồi gãy xương, nhất là chúng ta đi rừng đúng không, là chúng ta hãy quan tâm cây này, là chúng ta lấy cả cái này, chúng ta giã ra, lấy đá đập giã ra xong chúng ta bó vào chỗ bong gân, sai khớp, rồi gãy xương. Cây này gọi là cây ngũ trảo hay là hoàng kinh, tên khoa học là Vitex nigrudo. Chúng ta sử dụng cái cành của nó, được sử dụng phối hợp với các vị khác trong cái bài hỗ trợ những trường hợp mà bị đau nhức xương khớp. Chúng ta cũng có thể lấy cái lá này, chúng ta dùng trong cái bài nước sông để mà giải cảm. Rồi lấy cái lá này, chúng ta cũng có thể giã là chúng ta bó những trường hợp mà bị đau nhức xương khớp, thêm tửu hoặc là thêm giấm, chúng ta làm nóng lên chúng ta bó vào nhá. Cái này gọi là cây thần xạ hương. Thần xạ hương, nó gọi là Luvonga scandens. Cái rễ của nó thì rất là tốt. Cho những trường hợp mà chúng ta muốn giải độc gan. Cái thần xạ hương. Và thậm chí người ta lấy cái rễ của nó, người ta được sử dụng, có nhiều người sử dụng nhầm, hoặc là chính xác hơn là họ sử dụng thay thế cái cây sáo tam phân. Nó cùng họ nhưng mà khác chi, khác loài. Nó gọi là thần xạ hương, Luvonga scandens. Cái này là cây dấp cá. Cái này có thể nói được gọi là thánh dược đối với lại trường hợp mà trĩ. Chúng ta lấy về mỗi một ngày một nắm, xay như sinh tố cho uống, cũng là trường hợp mà giải cảm, cảm nhiệt, cảm nắng. Đúng không ạ? Còn nếu không, chúng ta lấy cả cái này về rửa sạch rồi băm nhỏ, phơi khô, phơi bông râm thì càng tốt, còn phơi âm can á, rồi chúng ta nấu nước uống mát giải nhiệt. Cái này lúc nãy cái này không biết rồi đúng không? Cái này không biết.
Cái này là gọi là gì, nó giống cái gì? Móng bò. Giống móng của con bò nên gọi là móng bò đúng không? Cái này cũng có thể trên này người ta gọi là cái dây cháy nhà. Dây cháy nhà là cả cái hoa nó ra nó nở cả một đám. Một đám nó màu nó xám xám, nó giống như cả một đám cháy ấy, nên gọi là dây cháy nhà. Đúng không Thanh Ba Phú Thọ? Chúng ta dùng cái dây này trong các cái bài là đau nhức xương khớp, và theo cái kinh nghiệm của người Dao ở trên Sapa thì họ sử dụng trong cái bài để mà làm thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh rồi đau nhức xương khớp. Là cái dây bóng bò, cái nhà đúng không? Cái này lúc này rồi cốt cắn rồi nhá. Cái này hoa rẻ làm thuốc nhưng mà tôi không nhớ công dụng. Cái này là Desmod Cochinchinensis. Thế gọi là cái rẻ cung bộ. Là nó mọc ngoài Bắc. Tác dụng lương huyết. Tác dụng lương huyết. Tác dụng lương huyết. Dùng cái cành của nó, cành lá. Ở Trung Quốc gọi là cây phượng hoàng. Gọi là cây phượng hoàng. Trung Quốc gọi là phượng hoàng. Cây này. Cây này gọi là cây. Tên Việt Nam gọi là gì nhỉ? Tên tiếng khoa học, tên khoa học nó gọi là Alpinia malaxensis là cái quả của nó tròn tròn, nó bằng ngón chân cái, và người ta được sử dụng cái tên gọi là cái quả bo. Cái hạt của nó được sử dụng thay cái vị là sa nhân, tức là để mà làm ấm với là hỗ trợ tiêu hóa là chính nhá. Alpinia malaxensis thay được nhục đậu khấu này. Không phải là nhục đậu khấu mà nó giống cái thảo đậu khấu. Để dùng thay thế được. Cái này gọi là gì? Thường sơn. Cái là thường sơn nhá. Tên khoa học là Dicrofebrifuga. Là cái này chúng ta được sử dụng để những trường hợp mà bị sốt rét, hồi xưa bị sốt rét đi rừng á, là cái gọi là thường sơn nhá. Thường sơn tía. Dicrofebrifuga. Cái này là hoa rẻ, lúc nãy nói rồi nhá. Hoa rẻ cùng họ na. Cùng họ na, thì có một cái đặc điểm là thứ nhất là rất là dễ tước vỏ. Thứ hai nữa là nó có một cái mùi là rất đặc trưng trong họ na. Mùi đặc trưng. Và nếu mà nữa thì những cái phần mà gỗ mà già chúng ta tước vỏ xong là cái gỗ nó có cái rạnh, nó dọc. Còn hạt của nó thì nó có cái nội nhũ nhăn nhăn. Cái này gọi là cái bình linh. Bình linh. Cái này là Vitex gì nhỉ? Vitex gì đó. Cái quả nó khoảng bằng ngón tay này, khoảng bằng này. Nó hình hơi thuôn, gần hình cầu. Và theo kinh nghiệm ở trong Quảng Ngãi thì họ sử dụng là mỗi một năm họ uống 1 đến 2 quả, họ nuốt 1 đến 2 quả để mà họ phòng những trường hợp mà bị sốt rét. Phòng. Thế còn trong cái nhóm này thường người ta dùng cả cái thân là cũng hỗ trợ đau nhức xương khớp. Cái này gọi là cây ba chẽ. Ba chẽ Desmodium gì nhỉ? Desmodium triangulare, tức là nó có ba cạnh. Cái cành nó lên nó có ba cạnh. Cái này là chủ yếu là người ta dùng kết lị nhá, lấy cái lá của nó. Cây này là cây bách bộ. Cây bách bộ hay còn gọi là 30. Tôi sang bên Lào, bên Thái họ thấy họ cũng gọi là cây Samship là 30, tiếng Thái, tiếng Lào gọi Samship là 30. Nên là củ 30, tức là mỗi một gốc nó 30 củ, họ ước lượng khoảng thế, nên gọi là 30. Cái này là chữa ho, và chữa ho, đúng không? Ho bổ phổi. Rồi cái củ của nó cũng hơi có độc, người ta nấu để mà người ta gội đầu để trừ cháy rận. Những ai mà bị cháy rận thì lấy củ này về nhá, lấy luôn. Cái này mình giới thiệu sau nhé. Cái này gọi là cây quyển bá nhá. Quyển bá là Selaginella
gì đó. Một cái loài Selaginella. Cái này là chủ yếu là cầm máu. Cầm máu. Đi rừng chúng ta có thể lấy cái này chúng ta vò ra đắp vào những chỗ vết thương hoặc là sắc uống. Không, nó cái khác hoàn toàn, nó cùng họ với thông đất. Cùng họ thông đất. Thông đất thì cái mọc khác, rồi cái này nó mọc bằng bằng này. Nó chi khác thôi, nó cùng họ với thông đất. Cái này mua leo tôi không biết là công dụng làm gì, mua leo. Cái này lá nó chua chua, nếu mà vào rừng mà chúng ta kiểu như là ông Hường ông ấy mang rổ ấy, mang chậu đi á, trong vào rừng vào chỗ cái suối trong mang thêm, chúng tôi thỉnh thoảng đi mang cái nồi đi thật, mang cái nồi đi, xong rồi tự vào đó bắt cá rồi lấy những cái lá chua chua này nấu canh, canh chua. Mua leo Medinilla gì đó. Cái này là cái rau mùi mùi tàu rừng. cái này là cái mùi tàu hay là ngò gai, đúng không? Ngò gai, ngò ngọt, ngò tàu, mùi tàu. Thì cái này là đặc biệt hay cho những trường hợp mà sỏi, sỏi thận, sỏi tiết niệu. Mỗi một ngày một nắm rửa sạch, xay như sinh tố uống. Cái này gọi là lúc này ba chẽ đúng không? Còn cái này là dây chẽ ba. Dây chẽ ba gọi là Iligera, Iligera celebica. Là cái này là ở vùng thế này người ta gọi là cái đan xanh. Cái đan xanh, đan xanh là sử dụng trong các cái bài thuốc tắm và uống cho phụ nữ sau sinh. Nhá, thuốc tắm và uống cho phụ nữ sau sinh và để muốn khỏe người, như bình thường chúng ta đi rừng về là chúng ta tắm để khỏe người. Là cái đan xanh. Dây chẽ ba nhá. Cái loài này là một loài cái này tên khoa học đó là Pteris semi, tức là trong cái chi Pteris và semi tức là nó một nửa semi podata hay là semi gì nhỉ, tức là nó một nửa, mọi người nhìn thấy nó một nửa thôi, một phát thì một bên này là một nửa thôi, semi là nửa mà semi đó. Là cái này là trong cái nhóm gọi là xeo gà, chúng ta có thể sử dụng thay cái xeo gà cũng được, là phối hợp với lại cái lá, cái cành lá của cái cây trâu cổ thì để có tác dụng là cho những trường hợp mà bị phì đại tuyến tiền liệt. Ui giời, hay quá, phì đại tuyến tiền liệt. Cái này gọi là cái này cái gì tôi chưa biết, nhưng mà mọi người nhớ tên rất là dễ, tức là gì, ở đằng sau lá của nó như là cái con bồ cu bồ câu, nó vẽ lên thì gọi là bồ cu vẽ nhá, bồ cu vẽ đúng không. Cái này có tác dụng nếu mà đi rừng nếu bị con gì độc độc loằng ngoằng mà cắn thì chúng ta lấy cái lá này nhai nuốt nước bã đau vào vết thương. Thế còn trường hợp mà ở nhà trẻ con nó bị sốt thì chúng ta lấy cái lá này chúng ta giã ra xong đắp lên cái bách hội, hoặc là trẻ con nhỏ nhỏ đắp vào thóp, nó thóp nó mềm mềm á, nó hạ sốt rất là nhanh nhá. Cái này kết hợp cây này chữa sỏi thận này, hai cái này xay lấy nước uống. À đấy, bạn đã bảo là cái này kết hợp với lại cái này là mọc ở Viện Khoa học Thuốc Nam rất là nhiều. Cái dương xỉ. Là hai đúng cái này luôn đúng không? À rồi, trong cái bài sỏi thận nhá. Đấy là thầy thuốc ở Thanh Ba Phú Thọ chia sẻ. Cái này là một loài nghệ, không phải nghệ răm đâu, một loài nghệ nhá. Cái này cũng không phải nghệ răm, không phải nghệ nước, nghệ. Cái này thì thường nó tác dụng nóng và dân họ cũng có thể sử dụng cái này, nhưng mà cái loại nghệ nước thì nó mạnh hơn, là cũng kết hợp với lại cái cây kết hợp với lại cái phèn đen. Những trường hợp mà rắn độc cắn. Trong trường hợp rắn độc cắn nhá. Nhưng không người ta dùng ruốc cá thì cái này chắc là cũng không hiệu quả mấy. Nó nhẹ nhẹ. Thì móng bò rồi nhá. Cũng không phải, rõ lắm. Nó rất giống nhưng mà không phải. Cái này là một loại đơn nem mà lúc nãy là chúng ta mới có một hai loài rồi đúng không? Cái này một loài nữa, loài thứ ba. Ở đây chắc chắn không một loài nữa, lá to hẳn luôn. Thì cái này là theo cái kinh nghiệm ở vùng Đà Bắc Hòa Bình, tức là trong nhóm này đều sử dụng được hết. Thì ở Hòa Bình họ dùng cái này và họ nói là mạnh hơn so với cái kia. Cái tác dụng mà trong trường hợp mà mình bị ngộ độc hoặc là bị mẩn ngứa do là lạ gì đó đúng không? Là cái này vừa sắc vừa uống mà vừa tắm ở ngoài. Cái này lúc này nó rồi, mua leo rồi. Để chua chua rồi đúng không? Cái này hồi xưa người ta cũng dùng cả cái lá này để mà làm cái đánh dây giáp.
đúng không? Cái này là dưới giáp, nó rất là giáp, mà dùng để đánh răng, nó rất là giáp, để mà cho trắng răng á, trắng răng như là người châu Phi á. Cái này dùng, họ hay dùng trong cái bài để mà chữa đau nhức xương khớp. Cái này gọi là dây chạc chiều, à, chạc chiều hay là dây chạc chiều, đúng rồi. U chạc chiều là để mà trường hợp bị u, trường hợp những trường hợp bị u á, dùng cái u chạc chiều đúng không? Còn cái này thường là đau nhức xương khớp là người ta dùng nhiều, sắc uống, nhưng mà nên phối hợp với những cái khác nữa thì tốt hơn. Cái này trong miền Nam gọi là trùm bao, đúng không? Trong miền Nam họ gọi cái này trùm bao, còn tên phổ thông với ngoài Bắc thì gọi là cái lạc tiên. Lạc tiên là cái ngọn non để làm rau ăn được. Ăn xong ấy tôi thấy buồn ngủ luôn à. Ta dùng để ăn thần chứ mất ngủ đúng không? Tức là hồi tôi đi xuyên Việt năm 2020. Có một bác mới đùa, bác bảo là cái thuốc đau răng của tôi là rất hiệu quả, cho chấm vào răng trong chưa kịp đưa tắm nó khỏi răng là đã hết đau. Thế một anh trong đoàn tôi mới đùa lại thế này, bảo thực ra thuốc của tôi là không mạnh như thế, nhưng mà sau khi mà nó khỏi xong rồi là răng chắc đến mức không thể nhổ được. Chắc đến mức không nhổ được nữa luôn. Một ông nó phét, một ông nó phét kinh hoàng hơn là ông kia, là định xin đi cùng đoàn, sau là thôi ông đi. gặp đối thủ lớn quá. Không phải kích chuột. Cái là kim xương. Kim xương, trường hợp mà đau nhức xương khớp, người ta cũng có thể dùng cả cành cả lá. Thế còn theo cái kinh nghiệm của Quê Choa ở Nghệ An thì họ sử dụng cái lá này này. Cái lá này cho những trường hợp mà bị những trường hợp mà viêm loét dạ dày, tôi dùng mỗi một ngày một nắm, hôm sau lại cho thêm một nắm vào đun tiếp, hôm sau lại cho nhồi vào một nắm nữa đun tiếp, hôm sau nữa nhồi một nắm đun tiếp, tức là một liệu trình của họ là 7 ngày, cứ mỗi một ngày một nắm nhá, nấu đun hết. Kim xương tên hoặc là micro melum phancatum. Ngày lúc này rồi nhá, thần xạ hương rồi nhá, thần xạ hương rồi nhá, cái này tí nữa nhá, cây này gọi là cây hạnh phúc. Cây này gọi là cây hạnh phúc, hay còn gọi là cây hạnh phúc, hay còn gọi là cây ớt làn lá to. Tên khoa học là Kibatalia ansep. Kibatalia ansep tại sao gọi là cây hạnh phúc? Theo lý giải, theo tài liệu gọi là cũng là cây hạnh phúc nhá, nhưng mà theo lý giải của người Dao ở Ba Vì thì họ gọi cây hạnh phúc là bởi vì cái lá lúc nào nó cũng mọc thành từng đôi. Đặc biệt quả nó mỏng thành hai cái quả, nó nhỏ nhỏ, nó khoảng bằng ngón tay út, để mà nó mỏng bằng một nửa, dẹt dẹt, nó dài chắc khoảng độ 10 cm, hai sừng hai bên, như gọi là đấy, quả nó cũng mọc thành đôi nên người ta gọi là cây hạnh phúc. Thì lấy cái phần thân của nó băm nhỏ phơi khô hoặc dùng tươi cũng được.